Sáng nay, Cục Nghiệp vụ Quản lý Thị trường và Cục Quản lý Thị trường Hòa Bình phối hợp với lực lượng C05 và A03, Bộ Công an đã tổ chức kiểm tra đột xuất công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng BM, địa chỉ tại khu công nghiệp Lương Sơn, huyện Lương Sơn của tỉnh Hòa Bình.